Không, con chưa thấy, không còn cái chỗ nào nó sập xuống một cái dầm. Ủa, sập luôn hả? Ừ, sập luôn con. Bên cái mày này là sập đây. Sập luôn. Trời ơi. Phải mà ngày giờ bắt ngồi chắc chết rồi. Chết luôn hả? Đó. Từ đó vô tới sập xuống rồi con ơi, cây còn nằm đấy. Rồi người ta thấy tường này là mình không có sơn, không có bê gì trơn nè. Ừ, hết nổi rồi đó con. Trời ơi, cái này sợ sập bất cứ lúc nào nè. Như thế này thì bà có ước muốn gì không? Trời ơi, nói thiệt với con ha, bác muốn ước lên ha, là làm cửa như xin được tô cái nhà như mớ tiền đặng lo thuốc mấy đứa nữa. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác, quý anh chị ạ. À, hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành của tỉnh An Giang để tìm về hoàn cảnh của một cái cô này sống trong một cái ngôi nhà mục nát cùng với hai người con trai của mình có vấn đề về thần kinh. Thì hôm nay thì đến đây thì được nhờ sự giới thiệu giúp đỡ của em Út ở bên đây nè, có gửi cho mình một số thông tin về hoàn cảnh của gia đình và thật hư như thế nào, thì Bùi Hồ cũng muốn đến đây tìm hiểu đi, giới thiệu cho cô bác quý anh chị. Thôi, đây là cái tôn mà, đây là cái phần thiết gô mà lại dừng ở đây hả? Dạ, thiết gô. Ủa sao cô dừng này, là sao? Là cái cửa đó con. Cái cửa. À. Dạ, con biết không, không có gì làm cửa mà chỉ giờ lúc đó ổng mua, ổng này, ổng chè vô đó. Chào anh. Dạ. Anh tên gì? Võ Văn Giàu. Võ Văn Giàu hả? Dạ. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? 40 tuổi. Dạ. Còn bên đây là? Anh em chào anh. Anh tên gì ạ? À? Tên Sơn, nói không nói. Anh Sơn hả? Dạ. Anh Sơn năm nay nhiêu bà? Nó chắc cỡ 48 tuổi rồi con. Ai là anh? Anh này là anh hả? Nó anh đó. Còn bà? Còn cô thì 72 con ơi. 72 ha. Ừ. Rồi bà là nuôi hai người anh này. Nhà nuôi nó đó con. Dạ. Là khổ quá, anh này sao bà? Rồi. Nó bệnh nữa đó. Thuốc gì? Uống hàng ngày không có dám dứt nữa con. Ừ. Ừ, nó uống. Nhà bà hiện nay có mấy người? Là hai đứa con này nè, với dạ. Hai đứa cháu con của nó giờ thấy khổ quá, không có gì ăn uống. Rồi ở đây lo. Vợ đâu? Hả? Vợ. Vợ đó, vợ đi mằng chển à. Rồi con biết không, ở đây rồi nó đâu có mằng cái gì được đâu mà cho con nó mà ăn uống đi học. Anh con này sao có vấn đề về gì? Thì nó từ nhỏ tới lớn. Ừ. Khổ lắm con ơi. Rồi, cô rồi ông bà, rồi ông đâu bà? Nó ông nội đó. Mất ở trên đó. Sao con thấy ngôi nhà của mình đang xây dang dở là sao vậy? Là ông xây rồi cái là ông quay lại cái là ông đau bệnh cái chết nha con ơi. Là bao nhiêu năm rồi? Cỡ là cỡ 5 năm rồi đó. Ông chết là ba lễ dỗ rồi. Ba lễ dỗ rồi. Dạ. À, hai anh này thì bị từ nhỏ đến lớn hay sao? À, bị hồi đó giờ là mà quá trời giờ, giờ con ơi, hồi lúc nó quậy bác. Thôi đừng nói tới nó đồ đạc gì nó đập, đừng còn cái gì nữa hết trơn. Thiên bàn cũng lôi xuống hết. Nhờ nó đi lấy thuốc uống hoài chứ đâu có dám dứt con. Dạ, uống hoài vậy đó nó khỏe. Có giấy luôn hả bà? Có giấy hết trơn á con. Có giấy đủ hết trơn á. Rồi lúc đó bác rồi bác đi nằm bệnh viện cái ở nhà cái nó quá trời quá đất rồi. Ba làm cái công việc gì nuôi hai anh này? Có mặn gì đâu giờ. Giờ mấy đứa hai đứa thì nó ngay cho đựng tháng lương có 800. Rồi mỗi, sống mỗi một anh 800 hả? Có 400 đó. 400. Có 400. Bên đây thấy lanh lợi hơn nè. Thì nó hơi đỡ chút, uống thuốc ở dưới Tiền Giang này. Uống dưới là khỏe. Ngủ vô nó khỏe. Không uống vô. Anh giàu hả? Giàu. Còn anh bên đây? Sơn. Sơn. À. Anh. Trời ơi. Là ở với bà. Rồi cái giường này là cô. Bà ngủ hả? Cô ngủ đây nè. Còn giàu ngủ đó. Anh giàu ngủ dưới này. Sơn ngủ chổng. Dạ. Tội nghiệp lắm con ơi, trời ơi giờ. Là mới xây xong là đang dang dở là ông mất luôn. Ông mất luôn đó con. Giờ con mưa bên đó nó có tạt không bà? Cũng có tạt, nó mới kéo lên đó con. Dạ. Trời ơi khổ ghê con ơi, bây giờ con biết không? Sợ ba cái gạch nó mục không? Dạ. Cái cửa nẻo gì không có hết trơn. Ôi ơi. Ôi à. Nhà mình cất được bao nhiêu năm rồi hả bà ha? Cất chắc cỡ khoảng hồi lúc cũng còn sống đó là 2 năm. 2 năm rồi cỡ 4 năm.
cất được 4 năm. Ừ. Con lấy phần gian dở, bà có thể dẫn con đi ra ngoài sau được không? Được, con đi đi. Bà đi vẫn có hướng dẫn con đi nha. Con thấy anh Sơn này ít nói chuyện à? Ừ, nói vậy đó con. Trời ơi, anh Sơn có vợ hả? À, giàu. Em anh giàu có vợ. Anh giàu có vợ ha? Ừ. Vợ đi làm. Ừ. Có hai đứa con. Hai đứa con. Con nó học cũng đỡ lắm. Dạ. Ồ, ngoài sau này thấy nó xây tường này gian dở quá vậy? Bởi vì vậy đó con, thấy khổ, mưa tạt nè. Ta mới cho miếng cao su mà nó trèo lên, nó cột lên, thôi tạt vọng tới đây nữa. Ừ. Hai đứa con của anh giàu đâu? Mẹ nó đi chợ mới. Ở ngoài chợ mới con, rồi thấy khổ quá, rồi đâu có tiền bạc gì ăn học. Sao đứa học lớp 5. Ủa sao mà mẹ Bình Dương mà con chợ mới là sao? Thì mẹ nó cũng ở chợ nè con. Mẹ nó cũng ở chợ. Giờ chợ ở mới chợ, ở chợ mới con. Bên đây là cái căn bếp của mình đó hả? Căn bếp đó con ơi. Không hành. Đi ra đi vô. Con biết không? Hởn người ta mới cho bà Thiết. Ta nó không thiết còn mới. Cái gì à, nữa. Thiết này người ta cho hả? Ta cho người ta lập giùm nữa đó con. Lập giùm luôn. Dạ. Yeah. Người ta cho không. Hôm nay bạn cơm gì? Ờ chiều nay chưa có cá ăn nữa đó. Con dở ra cho con xem thôi. Cái này. Cá kho. Kho với ba thịt cho nó ăn đó mà quá nhiều rồi. Rồi nó... bà có làm thêm công việc gì không? Không có mặn gì hết trơn con. Rồi 800 ngàn sao đủ sống cho gia đình của mình? Thì bởi vì con ơi khổ ghê. Trời hổm con chưa thấy. Không còn cái chỗ nào nó sập xuống một cây rầm. Ủa? Sập luôn hả? Sập luôn con. Bên cái mày này là sập đây. Sập luôn. Trời ơi. Phải mà ngày bắt ngồi chắc chết rồi. Chết luôn rồi. Từ đó vô tới sập xuống rồi con ơi, cây còn nằm nữa. Rồi người ta thấy tường này là mình không có sơn, không có bê gì trơn nè. Ừ. Trời ơi. Cái này nữa có tô nữa. Đúng rồi. Ừ. Anh giàu lanh lợi quá mà. Thì nó đỡ đỡ. Thôi sớm ơi giờ là con ba người con. Ba người con ở thằng thứ hai thì nó hơi đỡ đỡ, nó vợ nó dẫn đi mằng chảnh. Ừ. Còn này thằng này ở tu với thằng nào đó đó. Là người Úc là anh giàu là năm nay 40 mấy? 42. 40. 40 ha. Anh dạ. Tối dậy. Con biết tuổi gì. Rồi anh Sơn đâu rồi? Sơn đâu rồi Sơn? Anh muốn đi là anh đi hả? Đi vòng vòng chơi. Tôi đi nhiều lắm. Đi lần kiếm muốn chết hồi đó. Bác với bác Úc còn đừng kiếm cả tuần lễ. Có quậy phá gì ai không? Trời ơi. Người ta quýnh. Người ta quánh hả? Người ta quýnh. Nó có thuốc với ông quẹt không à? Nó phá người ta quýnh đó con. Sơn đâu Sơn? Anh này kêu Sơn à? Thôi rồi đó, bây giờ bà dắt cho con chỗ tường sập coi. Mà trước này mình không có tiền là mình dựng này hay sao? Con sợ con đi mà không nó. Làm cái cửa ha? Để làm cái cửa luôn. Dạ. Trời. Ở trên này á hả? Nó bà Út mình làm gì đó mà giờ làm hết nổi rồi đó con. Trời ơi, cái này sợ sập bất cứ lúc nào nè. Dễ vậy. Sập không? Anh này biết mà, hôm nay biết. Biết ghê quá. Con đứng đây con sợ quá ta. Có đà. Có con ơi. Con ở chỗ nào là sập đâu? Đó con sập xuống nè, đó cái cây sập là cái mấy cái cây này nó sập thôi phải không? Nó gãy xuống đó. Mấy cái cây đà này đòn tay này nó mục nè. Bởi vì nó mục nó mới sập xuống đó con. Dạ. Trời ơi, bắt Út hồi đó làm ý gì mà không có được lợp tới đây, người ta lợp được tới đó. Anh Sơn à? Nó ngồi, không có nói chuyện, ít lắm. Không có nói chuyện giảng gì trơn. Rồi mà có hai anh em là được lãnh 800 ngàn, người bà không có làm gì thêm sao sống? Thì bởi vì con, bây giờ bắt ra ngoài xã nói xin làm cái giấy cho bắt có luôn. Có số hộ nghèo gì không? Có, đủ hết trơn con. Bà có hộ nghèo ha? Có. Bắt nó để hàng ngày tháng ai đưa cho mấy anh đi lãnh thuốc? Thì mót mót không dám ăn uống gì hết trơn hết con. Đây là cái phần mộ của ông đó hả? Ông nội bà nội đúng không hả? Khổ ghê. Khổ như thế này thì bà có ước muốn gì không? Trời ơi, nói thiệt với con hả? Bác muốn ước lên ha, là làm cửa với xin được tô cái nhà với mớ tiền đặng lo thuốc mấy đứa nữa. Chứ giờ bà khổ có ruộng đất gì không? Không có con, có nhiều đó đó. Hồi đó bắt Út nó cắt nó được có nhiều nè. Giờ bắt muốn kiếm được một số tiền lo để dành lo thuốc với nó. Đây nè, đi lấy thuốc đó nữa nè. Có khổ quá. Lấy thuốc nó lần 4-5 triệu bạc.
Ô lấy lần 4-5 triệu hả? Ừ, bị... mấy tháng lấy 1 lần? Lấy 4 tháng con. 4 tháng. 1 tháng 1 triệu 2. 1 tháng 1 triệu 2. Rồi ai đi lãnh? Thì bác đi chứ giờ ai chờ đi. Tính ngày mai đi đó. Ừ, bà chưa... đi luôn. Bà năm nay là 78 hả? 72 con. 72. Ồ. Ừ. Rồi bác đặng mà kiếm hết tiền dập dụng để thuốc men cho nó nè. Thằng này bị gì nó nằm ở dưới Tiền Giang. Ừ. Con ơi khổ ghê. Ừ. Bác nãy giờ bác ước được mà xây mà tô được cái nhà với cái cửa rồi đàng hoàng với một mớ tiền để đặng thân sống nữa con. Dạ. Rồi đó, bác con... bị gì? Bác nói bác bị gì? Bác bị khối u. Khối u của thế nào? Khối u ở trong trong cái phổi. Khối u phổi. Khối u phổi. Khối u phổi là ung thư rồi. Ung thư đó. Bác về bác uống giờ cũng lâu lâu mà không ăn gì mà còn mệt hoài. Ừ. Trời ơi mệt con ơi, rồi có khi sáng đêm không ngủ được rầu. Rầu con mình bệnh. Ừ. Trời rồi nhỏ cháu mới cho mấy người cá. Đâu? Đó. Mới bằng cái con xuống đó. Dạ. Hôm nay thì có em được có giới thiệu cho con quay hoàn cảnh của mình, con mới biết chứ con đâu biết đâu. Anh biết tiền không? Biết. Dạ. Có thằng đó là nó không biết. Ờ. Cái nó thì nó ngay cũng chút đỉnh. Dạ. Anh có ước muốn gì không anh? Có muốn gì không? Con nói lên con. Muốn người vô tiếng. Có vô tiếng. Sao ước muốn có vô tiếng? Ôi ơi. Đập bay, đập hết cái đó. Anh đập luôn. Nó làm luôn hết trơn. Sao không đập? Không có bệnh. Không có bệnh hả? Bệnh đập ha. Hết bệnh ha. Hết bệnh thì có vô tiếng nè, không có đập. Ồ, bà thì ước muốn là có nhà mình sơn lại là được rồi phải không? Ờ, với mình cũng một mớ số vốn đặng mà thành sống mà con. Dạ. Rồi thôi thì con đến đây cũng bất ngờ quá, em nó điện thì con cũng không có khâu chuẩn bị nhiều. Con thì không có gì ha, con gửi cho bà ít tiền. Dạ. Đây là của con gửi cho bà. Vậy hả? Cảm ơn con. Rồi chúc bà mình khỏe, có dịp tụi con sẽ lại thăm bà nha. Lâu lâu lại ha. Tội nghiệp quá ha. Rồi em chào anh Sơn. Ủa anh Sơn Giao, anh Giao. Chào em rồi nha. Chào em với anh giỏi luôn. Anh giỏi. Bye. Em về nha anh Sơn. Ừ. Nói coi. Yeah. Nói được không? Chào anh. Dạ. Nói rồi. Chào anh. Bye bye. Trời ơi anh nhìn không à. Anh cũng biết vui chứ. Biết. Không biết như thế nào khi mà... Lúc mà đi kiếm nó quá trời đi kiếm rồi. Trời ơi nó đi cả tuần lễ tôi khóc muốn chết mà đi mướn xe không. Là hai anh này là từ nhỏ đến giờ luôn hả? Bẩm sinh luôn. Bẩm sinh. Thằng này thì nó ở ngoài. Nhỏ tới lắm. Anh này mới đây hả? Nó cũng cỡ... hai mấy năm nay. Trời ơi. Rồi thôi cô chào bà nha. Chào con.